Là cái buổi đi Vũng Tàu thứ ba đó là về là bắt đầu là hai đứa mới cảm thấy là người này có thể là người thứ hai của mình. Cũng có nhiều cái đắn đo lắm, tại vì em cũng đã là một đời chồng trước rồi, thì nó cũng sẽ mình có những cái nó suy nghĩ lấn cấn lắm. Rồi nhưng mà được cái là anh này ảnh cũng tâm lý nên mình mới quyết định tiến tới. Ba mẹ anh thì cũng đồng ý. Nhưng mà là em là có con luôn chưa? Dạ em có hai đứa bé riêng luôn. Đó. Bây giờ nó ở với em hay là ở với ở cùng với khán giả của chương trình Vợ Chồng Son cũng như là chào hai MC của chương trình. Em là Quang Hiền và công việc chính của em hiện tại là ca sĩ và là giáo viên thanh nhạc. Mà sao nói chuyện như MC á? Dạ cũng từng làm. Bây giờ mời vợ giới thiệu. Xin chào vợ chồng Son và cùng với hai MC. Em tên là Kỳ Phương, công việc chính của em là điều dưỡng và cái công việc phụ của em là một diễn viên. Hiện tại thì em vừa tròn 40 tuổi. À là em làm diễn viên tự do hả? Bây giờ có thể là đáp ứng được lời yêu cầu của anh Quốc Thuận nữa không? Hát cho anh với chị Vân cũng như là khán giả nghe một đoạn thôi. Xin được gửi đến anh Quốc Thuận như là chị Vân cũng như tất cả quý vị khán giả một ca khúc mà vợ em rất là hay yêu cầu em hát ở những phòng trà. Đó là ca khúc Kiếp Đam Mê. Ôi, tôi ước mơ em bỏ cuộc vui, trở về căn phòng này đơn côi. Môi em ru nỗi đau tuyệt vời, khi màn đêm phủ lứa đôi, là thời gian cũng như ngừng trôi. Thương yêu này người hãy nhận lấy, ôm tôi đi môi hôn tràn đầy. Trong tay người hồn sẽ cuồn say, bao khốn khó vụt bay. Tôi không cần và nghĩ ngại chi, ai chê bai thân tôi khờ dại. Tôi yêu người hồn trắng tình trong, tôi đã biết đợi mơ. Ông thầy còn trẻ quá vậy hả ông thầy? Em theo nghệ thuật là lúc bao nhiêu tuổi cưng? Dạ từ lúc em 10 tuổi thì em đã tham gia đội ca nhà thiếu nhi thành phố. Cho tới giờ thì chắc là 24 năm. Vậy là chắc biết nhóm Ve Sầu rồi đúng không? Dạ, nhóm Ve Sầu là anh chị ở trên của em một lớp. Ủa em sinh năm 90? Dạ. Em sinh năm 90 phải không? Dạ. Cơ duyên nào mà chàng ca sĩ và cô điều dưỡng này gặp nhau? Ngày xưa là khi mà em có thi trường sân khấu nhưng mà em không được đi học, thì em phải là làm theo cái nghề mà giống như là ở nhà khuyên. Em đi làm một thời gian sau thì em mới vẫn muốn cái đam mê của mình. Em bắt đầu em đi học thanh nhạc, là em quen ảnh từ anh này là thầy giáo dạy thanh nhạc. Ủa sao bây giờ học thanh nhạc sao giống tôi vậy? Hát học thanh được. Nhạc rồi bây giờ đi làm diễn viên tại vì hơi cũng không mạnh nữa đúng không? Dạ cảm âm thì được nhưng mà thí dụ mà có hát hơi dài hay cao là hát không nổi rồi đó. Đó cái lúc đầu tiên mà cô học viên này đến học á, thầy có biết về tuổi tác của cô ấy với mình hay không? Dạ biết chứ. Lúc đó thì mình cứ gọi là chị không à, cứ gọi là chị Phương. Sau lúc đó chị Phương có nói là để hỗ trợ cho Quang Hiền trong cái việc là chẳng hạn như là sắp xếp cái lịch trình để mà Hiền đi diễn, vai trò đó là trợ lý thì cứ kêu là chị trợ lý. Sau khoảng thời gian mà tìm hiểu nhau, biết nhau thì mới biết là ồ chị Phương này lớn hơn mình 6 tuổi. Mà sao một rừng học sinh mà mắc mớ gì lại thích cái chị trợ lý này? Thật ra nhiều thì học em viên nghĩ thanh nhạc xinh lắm. Do là lúc trước đậu vào trường sân khấu, có giấy báo nhập học luôn, nhưng mà lại rẽ sang một cái hướng khác. Cái người này rất là đam mê về nghệ thuật. Biết đâu sau này là cưới cô này về, rồi những đứa con của mình cũng sẽ được học nghệ thuật. Và ba với mẹ cũng sẽ có một chung niềm đam mê với nhau, cũng sẽ cho con cái mình để mà tiếp tục với công việc nghệ thuật đó, của mình. Đúng không? Dạ. Rồi thầy nghĩ xa quá luôn á. Rồi đến khi nào thì bắt đầu cái mối tình nó bắt đầu nó thay đổi quan hệ giữa thầy trò và giờ thay đổi thành anh em? Mới đầu là thầy trò. Thầy trò trợ xong lý. Quan thay đổi qua chị là trợ lý. Chị trợ lý, cái em trợ lý. Em trợ lý. Bé trợ lý rồi vợ trợ lý, đó. Vợ quản lý. Đó. Cái cột mốc mà có lẽ là mình nhớ nhất đó là cái giai đoạn mà hai đứa rất là buồn. Cứ alo là chị Phương ơi, bây giờ mình đi biển nha chị Phương. Khi mà ra biển á thì em có một cái thói quen đó là khi mà em buồn là em hay ra biển để mà mình trút hết những cái nỗi buồn của mình ở ngoài biển. Mà chị hỏi thì em buồn gì vậy? Rất là nhiều chuyện khác nhau, chẳng hạn như là ngày hôm đó mình tham gia một cái cuộc thi gì đó về ca hát là mình thất bại, mình cũng buồn. Công việc, dạ, xác định rõ là buồn công việc đúng không? Công việc, đại đa số là công việc. Rồi bé trợ lý thì biết buồn về chuyện gì vậy? Em thực sự ra là giống như trong đầu mình nghĩ với mình là trợ lý mà. Thì giờ ông lại kêu đâu mình đi đó. Nhưng mà thực sự là nhiều lúc em buồn thì cũng chỉ buồn về gia đình của mình thôi. Sẵn cái đà đó rồi mình cũng đi ra ngoài biển để mà thay đổi không khí tí xíu. Nghĩa là hai nỗi buồn nó xuất hiện một lúc. Có được phát lương không? Giảm học phí. Thực ra là free luôn mới đúng á.
Nhưng mà có nợ 300 ngàn chưa trả. Tới giờ nhớ luôn hả? Đi học nhưng mà lúc đó thì thực sự là kinh tế mình cũng không có gọi là nhiều. Cho nên đóng mà giống như đóng trả góp vậy đó. Trả góp phải không? Dạ, còn thiếu lại 300 ngàn. Như vậy là hai cái nỗi buồn nó gặp nhau cùng một lúc và cùng nhau đi ra biển để xả. Sau khi xả rồi hai đứa đi tới cái gì nữa không? Thực sự là lúc đó vẫn chưa có một cái ý nghĩ gì cả. Sau này thì mới thấy là chắc cái người này phù hợp với mình. Là mình tiến tới. Ra biển là hai đứa sẽ ngồi trên bãi biển vào ban đêm để ngồi tâm sự với nhau. Hay là cùng ngắm hoàng hôn. Không có đó lãng mạn lắm Thuận ơi. Tụi em nghĩ tới bữa đó đơn giản lắm. Bữa đó hai đứa đi ra dọc bờ biển thì ngồi ở sông. Nhưng mà xong rồi cái hai người ngồi đối diện nhau. Có nghĩa là mình chỉ hít cái mùi khí biển thôi. Là tự nhiên mình tỉnh liền. Bớt liền. Mình đó. Rồi đi về hay ở lại? Dạ tụi em đi về trong đêm luôn. Sáng đi chiều về. Cái lúc đó là chưa có tình cảm đúng không? Chưa có tình cảm. Rồi mấy lần như vậy? Đó, tôi đã hỏi là cái cột mốc mà. Bởi vì tôi đã là cái lần đi Vũng Tàu lần thứ ba á. Vũng Tàu đúng không? Dạ, cứ Vũng Tàu thì ổng thích đi ra Vũng Tàu thôi. Lãng mạn sao nè? Thật ra bây giờ để nói mà cái chuyện em với lại vợ em tỏ tình như thế nào thì chắc hả? Không nhớ luôn ha. Có nghĩa là mình không biết bắt đầu từ đâu. Không biết bắt đầu từ đâu nhưng mà em chỉ biết được là cái buổi đi Vũng Tàu thứ ba đó là về là bắt đầu là hai đứa mới cảm thấy là người này có thể là người thứ hai của mình. Cũng có nhiều cái đắn đo lắm. Tại vì em cũng đã là một đời chồng trước rồi thì nó cũng sẽ mình có những cái nó suy nghĩ lấn cấn lắm. Rồi nhưng mà được cái là anh này ảnh cũng tâm lý nên mình mới quyết định quyết định tiến tới. Ba mẹ anh thì cũng đồng ý. Nhưng mà là em là có con luôn chưa? Dạ em có hai đứa bé riêng luôn. Đó. Bây giờ nó ở với em hay là ở với ở cùng với bà của em. Bà cô. Dạ. Nhưng mà ở với bên em, ở với bên ngoại đúng không? Dạ bên ngoại. Bộ không có một cục mốc nào để gọi là tỏ tình luôn đúng không? Dạ. Rồi bây giờ tính từ cái lúc mà đi nhậu mà lần thứ ba trên biển đó, ở Vũng Tàu đó, thì đến bao lâu thì hai đứa mới là kết hôn? Đến năm 2020 thì tụi em mới quyết định là kết hôn, trình bày rõ cái chuyện của hai đứa với gia đình. Ban đầu thì gia đình cũng hơi là bất ngờ, bởi vì mình là trai tân mà tại sao lại lấy một cái người vợ đã có hai con riêng. Nhưng mà cái câu nói mà của hai đứa nhỏ con của Phương khiến cho em cảm thấy ấn tượng nhất đó là: con có thể gọi thầy bằng ba không? Trời ơi quá vậy. Thì mình cảm thấy là chắc là một cái điều gì đó đã được sắp xếp và được lựa chọn. Rồi nó chủ động nó hỏi luôn. Dạ, nó chủ động nó hỏi. Mà bé mấy tuổi? Bé lớn như là 12 tuổi và bé thứ hai là 10 tuổi. Mà đứa nào hỏi? Bé lớn hay bé lớn hỏi? Em nghe bé nó hỏi câu đó rồi là em trả lời bé làm sao? Cảm xúc là giống như là mình thấy mình bật đèn xanh. Có nghĩa là mình vẫn sợ cái cảm giác là liệu mình không phải là một người cha ruột của bé, là bé nó có chấp nhận hay không. Sau một khoảng thời gian là đi ăn, đi uống, đi chơi rồi nọ thì mới thấy rằng là hai bé nó cũng chia sẻ với mình cái niềm vui của nó, cái nỗi buồn của nó. Và mình cũng học được từ nó ở một cái, đó là yêu thương thì mình cứ đến với nhau. Bé là bé gái hay hai đứa gái hết? Hai đứa gái. Trời ơi. Và tụi em cũng vừa mới đón một đứa con của hai đứa cũng được 17 tháng. Trai hay gái? Gái. Dạ con gái luôn. Trời ơi. Chúc mừng. Hai đứa là kết hôn bao lâu rồi? 2020. Là 4 năm rồi. Trời chúc mừng nha. Đó. Bữa này mà em có con gái em lời lắm á. Với lại là ông xã em cũng thích con gái chị. Bên nội của bé cũng là không có gái luôn. Chỉ có mình nó là cháu gái á. Vậy hả? Dạ. Cưng vậy là mấy bà cô hoặc mấy bà bác cưng dữ lắm á. Dạ. Hai em đám cưới xong thì là có em bé liền đúng không? Dạ không, tới 2022, 2 năm sau á. 2 năm, có con như vậy thì nó có dễ hay không? Cái thời gian mang thai của em nó là gọi là nhiều bác sĩ từ chối không dưỡng. Tại sao? Bắt phải bỏ thai. Tại vì em là vừa một thai sống và một thai lưu. Sinh đôi á. Em song sinh đúng không? Dạ. Nhưng mà cái thai lưu của em gọi là thai ngoài tử cung của cái đoạn kẽ tử cung nữa. Nên nó rất là nguy hiểm. Khi mà phát hiện ra là các bác sĩ bắt buộc là phải bỏ luôn cái thai sống. Lúc đó là mới có 8 tuần tuổi à. Em mới quyết định là em cứ cố gắng em giữ. Thì em giữ được cho tới 37 tuần. Ráng được tới 37 tuần thì trong một năm em mang thai đó là em phải nghỉ làm á. Nhưng mà là em nằm ở trong nhà hay là nằm viện? Em nằm viện cũng hết 3 tháng á. Bác sĩ có bỏ cái thai lưu đó đi không hay là không, em, song song luôn? Em song song luôn á chị. Tại vì cái thai lưu nó đâu có phát triển. Thực sự ban đầu đưa ra rất là nhiều giải pháp. Từ 22 tuần cho tới 24. Rồi cho tới 30 tuần. Rồi tới 36 tuần là vẫn đưa ra cái giải pháp là sẽ xẻ cái tử cung ra
và mình sẽ may cái tử cung lại, đồng thời mình giữ luôn cái phần thay còn sống bên đó. Nhưng mà bác sĩ mới nói là nếu mà cái phương pháp đó thì nó cũng sẽ không có an toàn cho đứa bé bên này. Nên là tụi em quyết định là tụi em giữ luôn, nhưng mà vẫn phải ký cam kết với bác sĩ là nếu như có vấn đề gì xảy ra, bệnh viện sẽ không có chịu trách nhiệm, bởi vì đã đưa ra những cái mức độ nguy hiểm nó khác nhau rồi. Nó nguy hiểm lắm á, nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Đúng rồi, đúng rồi, cả mẹ lẫn con á. Cho nên là bên phía bà ngoại cũng lo quá trời lo luôn. Cái lúc mà em hay tin vợ mình và con mình như vậy đó, thì lúc đó em như thế nào? Cái khoảng thời gian đó là gần như là em bị về tâm lý. Mình không biết ông trời sẽ rẽ cho mình một cái hướng nào, và liệu mình có được đứa trẻ này hay không. Rồi mình có mất vợ mình không? Stress luôn chứ giỡn. Và sau Covid nữa thì cái nghệ thuật nó lại chặn lại một cái khó khăn, rất là khó. Thời khoảng thời gian đó hả, em khó hiểu lắm. Mình chỉ biết cách là mình cầu xin trời thôi. Có ai đó để mà giúp cho em để mà vượt qua được cái khoảng thời gian đó? Hai bên gia đình có hỗ trợ cho hai đứa không? Em nghĩ là bên vợ nhiều hơn, tại vì ba mẹ em mất hết rồi. Trong vòng 2 năm thì cả ba bà mẹ em đều mất hết. Trong đợt Covid hả? Dạ. Ba mất là vừa sau Covid mấy tháng. Sau Covid mấy tháng. Do ông bà bệnh hay là ba? Dạ, ung thư, bị ba ung thư. Em bệnh. Thôi, nên là mình sẽ không có cái điểm tựa. Đúng rồi. Tại thêm vợ đang gặp những cái vấn đề nữa. Dạ. Vậy thì lúc đó cái gì giúp cho em vượt qua được mọi thứ? Em nghĩ là sự chia sẻ của hai vợ chồng. Bởi vì có những lúc mà hai vợ chồng em tranh đấu rất là nhiều, mình giữ lại hay là mình bỏ lại đứa trẻ. Có những lần mà gần như là chuẩn bị là sáng ngày hôm sau đi lên bệnh viện là để mổ ra bỏ bé. Nhưng mà khi mà lên tới nơi thì cô ấy lại nói thôi em còn thương nó quá, em giữ lại em không bỏ. Hơn ai hết mình cảm nhận được là mình vẫn ổn, đúng dạ, không cưng? Có nhiều người nói chứ em trong nghề mà tại sao em lại như vậy, em không biết thương bản thân em hả? Mà em vẫn có thể sanh được, nhưng mà em biết khi nào em sanh nữa đâu chị. Cho nên là thôi em cũng ráng giữ. Mà khi mình cảm thấy cơ thể mình ổn, cơ thể đúng mình không có cái gì mà thấy đứa trẻ mình nó vẫn đạp bình thường thì làm sao chị bỏ được? Đúng, cũng may á, tại vì em có trong nghề nên em hiểu được cái điều đó. Chứ nhiều khi những người họ không có trong nghề họ sẽ rất sợ. Họ hoang mang kinh khủng. Rồi giờ bà nhí rồi bà lành không? Lành lắm chị ơi. Trời đất ơi. Giống như diễn viên hài hay sao? À, giống như... Chúc mừng nghe. Là hai đứa có nghĩ rằng là sẽ đón hai bạn nhỏ về ở chung luôn không? Dạ có chứ. Tương lai mình sẽ như vậy. Đúng rồi. Bây giờ thì cuộc sống kinh tế thì của hai vợ chồng đã khá hơn so với trước đây chưa? Em nghĩ là nó vẫn còn đang rất là trầy trật, nhưng mà bản thân mình cũng sẽ cố để mà vượt qua cái giai đoạn này. Ok. Mà sau chương trình này rồi anh nghĩ rằng là em sẽ có thêm nhiều học viên nữa. Các bạn nào đam mê hát, chưa biết cái cách mình hát như thế nào cho hay, cho đúng nhạc lý thì chúng ta có thể liên hệ với thầy Hiền. Bây giờ mình qua trang sau đi. Chị trang tiếp em theo. Em không nỡ đi hỏi. Em biết cái trang sau mà đúng không? Hai đứa vậy thôi đi. Vì mình chỉ hỏi cái mong muốn thay đổi đi. Em mong muốn chồng em thay đổi điều gì để ảnh hoàn thiện hơn, và ngược lại. Đối với anh này thì ca sĩ mà chị rất là nhiều cảm xúc. Thí dụ mà ai nói một cái câu gì đó hoặc là anh suy nghĩ mãi ở trong lòng, anh giống như là đang sống trong cái sự suy nghĩ của người ta mà thực sự mình đâu có đâu. Cả nghĩ đó. Nên mình bớt nghĩ lại của người ta đi. Mình hãy sống cho mình trước đã. Mình là người nghệ sĩ mà, mình là của công chúng. Thì mình cái đi đã. Rồi mình đừng có suy nghĩ lời nói của người ta. Có bị stress không? Em bị stress bởi những cái suy nghĩ của ảnh á. Em bị stress hả? Em bị stress dùm cho ảnh á. Là em mong ảnh đừng có nghĩa là bỏ cái rác đi. Đừng lấy cái rác của người ta vô đầu mình á. Đúng rồi. Hay á, chúng ta hãy sống nhìn vợ và nhìn con của mình đã trưởng thành mỗi ngày. Và nhìn vợ mình sống vui và mình tận hưởng với cái hạnh phúc nhỏ bé trong gia đình mình. Đúng rồi. Đó, để mình có năng lượng tích cực để làm gì? Để kiếm tiền thôi. Anh nghĩ là thầy giáo Hiền trong chương trình này sẽ có thay đổi. Đúng. Dạ. Tại vì em anh đã nhìn thấy được đôi mắt của thầy giáo Hiền đã hiểu. Giờ còn có muốn thay đổi gì nữa không? Em muốn ảnh thay đổi là mình phải có một cái động lực là miệng lúc nào cũng nói với em là chết rồi, hôm nay anh mập quá, anh cần giảm cân. Nhưng cứ mỗi lần đi diễn đêm về là chị biết không? Ăn mà ăn đồ cũng đồ béo nữa chứ. Thôi, như vậy là nói một đường là một nẻo. Đó, đi diễn khuya về đói chứ. Mình biết là đói nhưng mà bớt ăn đồ béo lại. Thầy giáo Hiền, uống sữa. Ngày xưa ảnh là thầy giáo Phật, ảnh cũng đâu có lên cân nặng vậy đâu. Tự nhiên sao, tự nhiên lấy em về sao lên ký quá trời luôn. Hạp đó em, hạp hơi đó. Hơi, còn gì đâu. Bỏ thuốc lá bớt đi, thuốc lá hút quá chịu hút. Đó là những cái mong muốn của vợ. Qua những mong muốn đó thì khán giả cũng thấy được là những cái điều mà ảnh chưa được. Đúng rồi. Bây giờ tới Hiền đó. Em thì em nghĩ là em muốn vợ em chăm sóc bản thân nhiều hơn, rồi mình sẽ tự tin hơn, ngoại giao nhiều hơn. Tại vì nhiều khi thật sự là cái tính cổ nhát lắm. Sau này thì khi mà đi với em thì cổ mới bắt đầu là đi ra ngoài để mà tham dự những cái sự kiện hay là với những cái buổi ghi hình như thế này. Chứ ngày xưa là trời ơi thôi sợ lắm, không dám đâu. Rụt rè, dạ, nhát. Rụt rè, nhát.
Chồng em nói vậy là đúng á, tại vì mình là diễn viên thì mình phải tự tin ở mọi lúc mọi nơi luôn. Mình nghĩ là mình làm được là mình sẽ phải làm được thôi. Mình phải tự kỷ ám thị cho mình điều đó. Còn không thôi mình không làm diễn viên nữa. Khi mình đã xác định là mình là diễn viên thì mình phải tự tin về mọi thứ. Tự tin lên rồi khi mà đạo diễn ta mời làm phim thì tự tin mới diễn được chứ. Nó cứ động lại trong lòng của anh cái câu của con bé con. Con có thể gọi thầy bằng ba không? Anh rất xúc động. Anh không hiểu sao anh rất xúc động cái câu đó. Mong nhiều một câu lắm anh. Các em công việc nó thật tốt, kinh tế nó thật tốt, có một căn nhà thật to và trong căn nhà đó có tới 5 thành viên ở bên nhau và ăn cơm với nhau mỗi ngày. Cảm ơn anh chị. Đi à, không bỏ vợ ông sao lưng luôn. Vợ chồng rất là đẹp đôi chị ơi. Đấy. Người quen của chị. Con rể tôi. Em xin được chào anh Quốc Thuận. Em xin được chào mẹ Mai. Em là Phạm Anh Tuấn. Hôm nay 33 tuổi. Hiện em đang làm diễn viên, đang sống tại Hà Nội ạ. Sao con rung dữ vậy? Con cứ y như lúc con đóng gạo nếp gạo tẻ đi con. Em xin phép chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Lâm Diễm Quỳnh. Em 21 tuổi, quê ở Lai Châu. Hiện tại thì em đang làm chuyên viên trang điểm ạ. Chà, như vậy là chắc có lẽ là họ quen nhau trong đoàn phim đó chị ơi. Cơ duyên hai em gặp nhau, em có đi làm một chương trình event, vô tình là cũng book phải vợ em. Cái buổi đầu gặp nhau thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều, bởi vì là vợ em đeo khẩu trang, make up. Chỉ thấy là bạn này rất là trẻ, rất là cao và cái ánh mắt thôi thì cũng khá là cuốn hút. Sau đó thì em có rủ bạn ấy đi xem phim. Còn Quỳnh thì sao con? Con có thích ảnh không? Trong cái vai diễn của ảnh con có thích chưa? Vợ con bảo với con là em hâm mộ anh lắm, em thích anh lắm, rồi em thích các vai diễn của anh lắm. Nhưng mà vì sao con biết là không phải? Là sao? Bởi vì chả xem phim nào của con đóng mà chỉ biết con là diễn viên thôi. Là Thảo Mai thôi đúng không? Em có xem một phim của anh đóng. Có xem phim. Nhưng mà chỉ một vài phân đoạn thôi. Hóa ra là xem một vài phân đoạn của một bộ phim thôi. Đó là cái cách của bé thôi. Cái công việc của bé nó phải vào, nó gặp anh để nói vậy để cho đỡ có phải bị áp lực nè, đúng không? Mà con make up cho anh á, rồi lúc đó con cái cảm xúc con là sao? Lần đầu tiên mà được make cho người nổi tiếng ấy ạ. Cũng run, là cũng kiểu là sợ là make không đẹp rồi là sẽ bị chê, nhưng mà sau đấy thì con thấy ưng. Con cũng hơi thích thôi ạ. Cả hai đứa gặp nhau đều hơi thích. Rồi sau đó là rủ đi coi phim luôn. Khi mà đi xem phim thì cũng rất là giữ khoảng cách. Sau hôm đấy về thì cũng thấy là sao bạn này bạn ấy trẻ con thế, nó cũng bớt thích đi một chút. Được một cái là em cảm thấy rất là ấn tượng, bởi vì là không quá là trưng diện. Sau khi đi xem phim về đi ăn rồi lại trở về, rất là nói chung là rất là cuộc hẹn rất là trong sáng, tức là nghiêm túc và trong sáng, rất nghiêm túc, kín cổng sáng, cao tường. Dạ. Rồi sau đó có khi nào là đi quay phim mà gặp vợ không, hoặc là ở gần cái khu nhà vợ ở không? Có, sau cái ngày mà sau ngày đầu tiên đi chơi đấy, đi chơi thì sau đó cũng có đi chơi thêm một vài lần. Rồi đến một ngày thì em có đi quay ở gần nhà chỗ vợ em trọ. Mình cũng rất là, lúc ấy cũng rất là mệt rồi và cũng nhắn vu vơ là em ơi, hôm nay anh mệt quá, anh qua phòng trọ em cho anh nằm nghỉ tí. Mà thực sự thì lúc đấy con rất là chỉ nghĩ trong đầu là mình rất là mệt, mình muốn là có một chỗ nghỉ lưng. Là trong không, sáng rất thôi. Là trong sáng á, khi mà vợ em ra đón lúc đấy thì lại mặc một bộ đồ bó sát. Lúc đấy là mình cũng đã gợn là ôi vợ em mình có mặc áo khoác mà. Khoác nhưng nói chung là vẫn là nhìn thấy bộ đồ bó sát ở trong, nhìn thấy hết các đồ trong đấy. Thì thấy sao trong tưởng tượng của mình bạn này rất là trẻ con, bạn này 19 tuổi mà sao lại có người đẹp như thế này, sao lại mẩy nhở. Rồi em lên nhà nằm nghỉ, mọi thứ cũng bắt đầu mùa đông nhưng mà bắt đầu nóng dần. Ôm nhau xong rồi có chuyện đấy. Ông Thương ông mệt quá rồi đấy mà ông xin về nghỉ. Ông về ông còn mệt. Ông có nghỉ ngơi gì đâu. Cuối cùng lại thành là mệt hơn. Nhưng mà Quỳnh ơi, cái lúc mà em nhận được cái tin nhắn của anh ấy, trong đầu Quỳnh có suy nghĩ cái gì không? Lúc này thì con không nghĩ gì cả, con cũng rất là trong sáng. Như vậy là hôm đó sau hôm đó là hai đứa chính thức yêu nhau đó đúng không? Rồi sau đó mỗi lần đi quay có dẫn Quỳnh đi theo không? Có công khai Quỳnh với tất cả mọi người không? Sau đó thì một tuần thì khoảng 3-4 lần cũng đưa Quỳnh sang nhà em ở luôn. Em cũng nói chuyện với cả bố mẹ luôn là con đang yêu bạn này.
cũng muốn là đưa bạn đi về nhà ở. Vợ em thì vẫn muốn là ở cả hai bên chứ không chuyển hẳn qua được, vì đôi khi là kiểu còn gia đình nữa, cũng không thể nào mà nói với bố mẹ là con sang nhà anh diễn viên ở. Mà bố mẹ thì chưa được gặp, nên hai đứa cũng vẫn duy trì là lúc thì ở nhà con, lúc thì ở nhà trọ. Nhà trọ. Bao lâu thì tụi con quyết định là công khai làm đám cưới? Sau một năm, nói chung là cũng có nhiều biến cố lắm ạ. Lúc đấy thì tính của vợ con cũng có trẻ con và bản thân con cũng thế. Và một ngày đẹp trời, vợ con bỏ về nhà trọ. Mà nhận nhau, nhau đúng không? Dạ. Cho Quỳnh nó nói coi, Quỳnh tại sao vậy con? Trước cái khoảng thời gian mà anh ấy quen con ấy, cũng có quen một bạn, cũng gọi là tìm hiểu nhau thôi. Đến cái lúc mà bọn con cãi nhau thì con bắt được là anh ấy thả tin cái video TikTok của cái bạn đấy. Và trong khi đã yêu nhau được một năm, con lúc ấy rất là tức, kiểu nghĩ trong đầu là kiểu tại sao yêu mình mà vẫn còn nhớ đến người cũ. Sau đấy là bọn con cãi nhau to, con bỏ đi 3 ngày luôn. Vợ em mới bảo là thôi hôm nay, chiều hôm nay về lấy đồ nốt đi. Nghĩa là dọn nhà đi luôn á. Đúng rồi, tức là quyết định là chia tay á. Cuối cùng cái quyết định mà về lấy đồ đấy lại thành ra là có em bé. Thường là như vậy mà, có em bé xong là bắt đầu kết hôn luôn, đúng không? Dạ vâng. Con tính với cả bố mẹ con ấy là Tết này sẽ lên để gặp mặt hai gia đình với nhau. Thì đùng một cái biết tin là có em bé, và cái ngày mà gia đình gặp nhau lại là cái ngày dạm ngõ luôn. Tức mọi thứ nó đốt rất nhiều giai đoạn. Lúc đấy có em bé là con không ngờ tới luôn, chỉ định là bố mẹ để Tết lên gặp nói chuyện, kiểu yêu nhau cũng lâu rồi. Anh Tuấn với cả bố mẹ chồng con thì cứ giục là thử đi. Đến lúc mà con thử lên hai vạch đỏ chót. Là có thật luôn. Vâng. Rồi sau khi cưới vợ thì có vô phim nhiều không? Từ khi mà em cưới vợ này thì em quyết định là không đi phim nữa luôn. Ở nhà lo tất cả các thời gian chỉ ở nhà để chăm vợ, và đến khi bây giờ lại có em bé thì là chăm em bé thôi. Thế nhưng mà rồi cái công việc kiểu như là kinh tế thì như thế nào con? Lúc đấy là con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì rõ ràng là khi mà mình lựa chọn gia đình thì kinh tế sẽ đi xuống. Cũng rất là khó khăn. Việc kinh doanh của con cũng thua lỗ này. Mình không đi phim thì cái nguồn kinh tế cũng không có. Mà mình không đi phim thì quảng cáo nó sẽ lại ít đi. Nói chung lúc đấy cũng rất là áp lực. May mắn một cái là vợ con bầu này, vợ con lại có rất nhiều quảng cáo. Cũng trộm vía được một cái là vợ lại là người thu nhập chính cho gia đình. Lúc đó con lại nổi tiếng hơn. Nổi tiếng hơn nữa. Trời, vậy là hay rồi, có cái mày. Vậy là em bé là cỡ chừng khoảng đâu... Bây giờ là em bé được 3 tháng rồi ạ. Đấy. Chúc mừng hai vợ chồng nha. Quá tuyệt vời. Các bạn sở dĩ mà có được một thành quả như ngày hôm nay phải nói rằng là do mình lựa chọn hết. Đúng rồi. Hạnh phúc là lựa chọn. Rồi bây giờ rồi, tới cái phần kia. Chương 2. Em thấy Tuấn nó hoàn hảo quá chị ơi. Công việc hy sinh thì chắc có lẽ là không có tật xấu gì đúng không? Thì em cứ để cái Quỳnh nó nói. Quỳnh à, Tuấn không có tật xấu gì đúng không? Còn nhiều lắm ạ. Còn nhiều lắm ạ. Rất ngắn gọn. Nhiều lắm ạ. Tật xấu đầu tiên là rất là bừa bộn, lôi thôi. Từ cái lúc mà yêu con ấy, đi làm về là đi đâu là quần áo tụt đến đấy. Đi về phòng là lôi thôi, và con dọn rất nhiều lần rồi. Xong cuối cùng vẫn vứt ra một đống ở đấy. Đến bây giờ thì mới đỡ hơn. Bừa bộn là cái đức tính của coi như là 8 trên 10 ông chồng rồi con ơi. Ông nào không bừa bộn lắm cơ. Có hay đi nhậu không? Đi nhậu thì cũng ít ạ. Mỗi lần đi nhậu về là cãi nhau, bởi vì chồng con là đi tới bến luôn. Bởi vì em bé nhà con là buổi đêm rất là quấy. Chồng thì đã hứa là anh sẽ về sớm, nhưng anh hứa là anh 9 giờ anh về. Và đến 10 rưỡi, 11 giờ vẫn anh đang về đây. Sau này cuối cùng về là xong ngủ một mạch luôn. Là vừa nghe chồng ngáy vừa phải bế con, vừa nghe con khóc. Em bé nhà con thì đấy, nếu như mà con không ru ngủ thì khó ai mà ru được. Về xỉn quá rồi sao mà ru được đúng không? Rồi Tuấn có lãng mạn không? Không ạ. Rất nhiều lần con đi ngoài đường con bảo là kiểu em rất là thích hoa hết các thứ. Thì nhưng mà chồng con lại không bao giờ mua. Đến tận hôm con đi đẻ thì là mới cầm một bó hoa vào để tặng cho con. Là anh tặng. Vâng, cho cô lại tưởng Tuấn lãng mạn lắm chứ. Lúc yêu thì cũng hơi hơi. Lúc cưới rồi thì đỡ ra bớt bớt. Bớt bớt xong bây giờ bớt luôn. Không ạ, bây giờ thì là rút kinh nghiệm rồi. Rút kinh nghiệm rồi cũng phải khác. Còn tật gì nữa không Quỳnh? Hay ngủ muộn ạ. Ngày xưa con hay chơi game đến khuya. Thì nói chung là từ lúc vợ bầu thì cũng thường xuyên chơi game. Rồi đến bây giờ buổi đêm thì du con ngủ xong lại cũng chơi game. Cái đồng hồ sinh học của con không cần phải thay đổi. Hồi xưa thường xuyên chơi game, còn bây giờ chơi game thường xuyên. Thế con mong anh Tuấn nhà con thay đổi điều gì thì con sung sướng nhất? Ngủ sớm ấy. Thế ngủ sớm thì ai trông con cho con? Có giúp việc ạ. Thì cô ấy có du được con chưa?
Thực ra thì bé nhà con thì từ 11 giờ đến 1 giờ là nó sẽ là cái giờ chơi của nó. Thì là nó kiểu nó sẽ bắt bé vác lên vai ạ. Nhưng mà sau 1 giờ là nó sẽ ngủ, một mảnh cái sáng luôn. Thế thì con cho giờ luôn đi. Em mong anh bắt đầu ngủ từ 1 giờ. Vâng. Đừng có cho ngủ sớm. Với cả bớt lôi thôi bừa bộn đi ha. Vâng. Ngủ sớm nè, bớt lôi thôi bừa bộn. Bây giờ tới Tuấn đó, cô ấy có thật xấu gì không? Có tật xấu là hay ghen đó. Có cái lần nào mà ghen dữ dội không? Nhiều lần ghen dữ dội. Cũng là vì mà ghen đúng hay là ghen sai? Đúng á. Rất hay là ghen từ những cái chuyện cũ á. Từ những cái chuyện đã xảy ra rồi. Thì thực sự con cũng bảo rất nhiều là cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì anh không thể làm cách nào mà anh thay đổi nó được. Thì con cũng chỉ mong là vợ con đừng nhắc đến những đừng chuyện nhắc cũ lại chuyện đi. Mình đang sống vì hiện tại và tương lai và con vẫn luôn luôn còn nói điều đó. Không hiểu cay cú điều gì mà hay nhắc lại. Cái lỗi sai của anh là anh lặp lại nhiều lần. Bây giờ mới đỡ. Nó vẫn thả tim mà con, nó vẫn thả tim mà. Nghĩa là cái lúc con bỏ luôn rồi, con cái đấy cũng bỏ luôn rồi. Bây giờ là bỏ hẳn rồi, còn thực ra là trong cái lúc mà yêu con là phải 4-5 lần cãi nhau to về chuyện đấy không? Nghĩa là kiểu không thích là anh, người con gái khác sẽ nghĩ là anh cũng thích người ta. Thế xong ông này thì cứ cãi với con là anh quen, anh lướt qua, kiểu anh, đấy là thói quen của anh. Nhưng mà con bảo là trong cái thời gian mà giữ vào cái nút like sang cái nút thả tim là mất mấy giây. Thế mà ông ấy bảo là ông ấy lướt qua. Đấy là lúc yêu thôi, lúc cưới khác hẳn rồi. Thì mà thôi hạn chế đi, thôi bỏ qua luôn đi. Không, bây giờ thực sự bây giờ em bỏ qua tất cả pass điện thoại gì giao cho bà luôn đi. Bản thân em là từ lúc yêu là em đã đưa hết pass điện thoại, pass Zalo rồi tất cả mọi cái thông tin của em cá nhân đâu. Từ tất cả trang cá nhân là em đều công khai hết. Bất cứ lúc nào muốn cầm vào điện thoại của em là em đưa cho cầm. Bây giờ con có mong vợ con thay đổi điều gì không? Để cô sẽ làm chứng cho con nè. Đấy thì con cũng chỉ mong là không muốn vợ nhắc đến chuyện cũ nữa thôi. Cô á, là cô không biết nó đóng những phim khác như nào cô không biết nhá. Nhưng mà nó đóng 2 năm với cô ở trong Nam nè. Cô thấy là bạn này là không có khéo ăn, khéo nói, không có thả thính đâu. Hết sức là chừng mực với lại bạn diễn nữ của mình luôn á. Đó thì là cô chỉ nói như vậy để con hiểu là con đừng thèm ghen nữa, con vừa xinh này, vừa trẻ này, vừa giỏi nè, nổi tiếng mắc nữa. Mớ gì con phải ghen. Con đỡ rồi. Con phải để người ta ghen với con chứ, việc gì con phải đi ghen với người ta. Ngày xưa thì con hay ghen bởi vì là lúc đấy bọn con yêu và không công khai, cũng không công khai trên mạng ạ. Thì là chỉ có gia đình bạn bè của con lúc biết mà thôi. Yêu thì con thì... cũng có nói cả đấy. Vợ con là mình làm nghệ sĩ, đôi khi mình công khai lên mạng. Khi mà còn yêu nhau thì sẽ rất là phiền cho cả hai. Con không muốn vợ con bị những cái người mà đó. Những cái người mà fan họ quá khích. Nhưng mà đó là họ trước sẽ đây. Dạ à, vâng. Không bây giờ thì thoải mái rồi. Thoải mái rồi. Đấy, cho nên con đừng có dại gì mà con ghen nhé. Nha. Đó cô nói thiệt đó. Còn bây giờ nè, Tuấn cũng công nhận luôn là mình cũng không có quá lãng mạn, không có tỏ tình với cô, không tỏ tình. Tỏ tình là không có tỏ tình với cô ấy. Đúng không? Dạ. Và Quỳnh cũng rất thích là chồng mình là một người đàn ông lãng mạn. Đó thì bữa nay trong chương trình Vợ Chồng Son, anh muốn Tuấn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với vợ mình. Vợ, trong thời gian mà mình yêu nhau này, cưới nhau này, thì thực sự thì anh cũng chưa được lãng mạn lắm. Hiện giờ thì anh cũng đang cố gắng để thay đổi rồi, nhưng mà anh rất là cảm ơn. Cảm ơn vợ đã bỏ qua hết những cái lỗi lầm của anh. Và đến bây giờ thì chúng ta đã có một cái món quà vô giá, đó là xoài. Thì anh cũng mong rằng là chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau. Và vì không những là vì nhau mà chúng ta còn vì xoài nữa. Anh cảm ơn vợ rất nhiều. Ok. Trời ơi, quá tuyệt vời rồi. Năm con mèo không chừng có tin vui. Dạ. Dạ, xin mời. Ôi trời ơi, xinh quá, hai vợ chồng đẹp đôi quá. Rồi rất là trẻ trung nữa. Thôi mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Xin chào khán giả. Và em là Ngô Chí Hạnh. Em sinh năm 87 và nghề nghiệp của em hiện tại là đang kinh doanh về trang sức. Trang sức? Dạ. À, con là họ Ngô. Dạ. Chung họ với cô, cho nên là yên tâm, nay có cô ngồi kế con rồi. Con cứ mạnh dạn nói thiệt lớn lên cho cô. Yeah. Nói lại coi nè. Hùng dũng lên coi nè. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Chú Quốc Thuận. Chú Quốc Thuận. Tại vì trẻ quá. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào chú Quốc Thuận. Chào tên là
Chí Hạnh. Rồi, cháu tên là gì? Tôi tên là Chí Hạnh. Cháu sinh là 1987 đúng không? Dạ. Thôi bây giờ mình nói không được, không được, được. Rồi nói lại lần nữa. Có có bạn cảm thấy tám bảy con không? Nói con nói tuổi đi con nghe nè. Cần nói 87 rồi thì hồi hộp mà không sao á thì có hồi hộp không rồi bây giờ chú lên đứng sự, lên đang tâm sự với cô nè. 2, 3 bắt đầu. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Cháu là Hạnh, sinh năm 87 và hiện nghề nghiệp kinh doanh hiện tại của cháu là kinh doanh về trang sức. Trang sức. Đúng không? Hoàng Sĩ, cô hỏi là quê con ở đâu? Quê con ở Yên Bái. Yên Bái chứ phải Bắc Ninh một cái là nhận dòng họ rồi. Vừa họ Ngô mà vừa ở Bắc Ninh nữa. Không, không phải Đồng Hương luôn. Yên Bái. Không phải chứ mà Bắc Ninh á là Đồng Hương. Là coi như Đồng Hương. Không chừng là bà con luôn á. Thì đó. Đúng không? Rồi bây giờ mời vợ của Xuyên Hạnh nào. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Chào khán giả. Con tên là Nghiêm Vân Nhi, sinh năm 1989 ạ và hiện tại con là founder của một hãng mỹ phẩm. Mẹ hả? Dạ. Chồng là trang sức, dạ. Vợ là mỹ phẩm, dạ. Đứa nào kiếm nhiều tiền hơn đứa nào? Đang đỏ. Đang đỏ. Nói chung là các bạn làm một cái công việc coi như là giúp cho con người làm đẹp, đúng dạ. không? Dạ. Làm đẹp và sang trọng lên. Dạ. Rồi vậy thì bây giờ quay ngược thời gian lại cho chú hỏi là cái cơ duyên nào mà hai đứa biết nhau? Rồi lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng như về nhau không? Đoán đi, bé này là đi Yên Bái mua trang sức. Phải không? Hoặc là cô này đi xuống đi mua mỹ phẩm. Ủa mua mỹ phẩm cho ai ta? À rất có thể là ngày hôm đó là một cái ngày sinh nhật của mẹ chẳng hạn đó, thì Sĩ Hạnh đi đi mua một cái mỹ phẩm và vô tình gặp một cái cô gái lúc này cô chưa phải là founder đâu, lúc này cô mới là một cái nhân viên tiếp thị mỹ phẩm thôi, thì vô tình thấy cô này xinh quá và cua cổ đúng không? Không đúng á. Vậy xuống làm chi vậy? Xuống làm chi vậy? Có bao giờ em trúng không á? Trời ơi khó lắm, khó trúng lắm chị Mộng ơi. Nha. Rồi sao bây giờ khai đi. Dạ, sự thật thì là bọn con có cái ngày hôm nay thì là con là người đầu tiên là chấm. Khi đó thì con nhớ là vẫn còn hồi là con đang học đại học thì cũng FA mấy năm rồi. Thì hôm đó có một cái người bạn trong lớp thì bảo là em xem em có bạn nào xinh xinh không giới thiệu cho anh cái. Thế là hồi đấy là bạn con mới dùng cái blog 360 và ở đây anh xem mà con mới chọn trong cái fan list của bạn con thì lướt qua thì đúng cái của vợ con thì con dừng lại bảo em này có người yêu chưa? bạn con bảo chưa anh ơi. Thế là bảo chuyển anh à, tại vì hồi đấy con là con bị ấn tượng bởi cái nụ cười ở trên cái ảnh của vợ con. Nhưng mà thực ra hồi đấy là mình có nhìn hình nhưng chưa được nghe tiếng, sau này biết quen nhau rồi thì mình thấy vợ con cười không dễ thương lắm. hơi ồn. Trời, như vậy là tụi con quen nhau lâu rồi đúng vâng không? Ạ. Hồi là đang học đại học. Dạ. Đang học đại học, như vậy là lúc đó con mới bao nhiêu? 20 vâng, tầm đấy, tầm 20. Bé này vậy là 18 thôi. Có 17, 18. Chồng con là không có khái niệm về thời gian rồi đấy. Hồi đấy chồng con sinh năm 87 thì năm đấy là năm 2008 ạ. Thì hồi đấy là chồng con là 21 đúng. 21 tuổi. Thì được 21 tuổi thì đúng con giỏi lắm, con 18 đúng rồi. 18, 19 chứ mấy. Và cái thời mà blog 360 độ là có phải trên 10 năm rồi. Dạ, đúng rồi. Không? Đó. Nhưng mà là cái đó là cái chuyện mà sau này là cô ấy cười rất là ồn. Sau này mới phát hiện đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc trước đó là nhìn avatar, nhìn hình nền là thấy cười rất là duyên dáng đúng không? Đúng. Rồi vậy thì làm sao mà tiếp cận với cô ở ngoài đời? Dạ, thì con có bảo bạn con là giới thiệu thì bạn con cũng tổ chức gặp mặt. Kiểu rủ đi ăn uống tình thì set up kiểu tình cờ thì bọn con cũng có gặp nhau thì lần đầu tiên thì đi ăn uống cà phê cũng có cả cái người bạn của con đã xem phim à, có nghĩa là tụi con là set up trong tình cờ dạ, đúng không vâng. Set up trong buổi gặp gỡ tình cờ đó. Đi xem phim à. Rồi nhưng mà sao tình cờ được cố tình mà thì bởi vì em mới nói set up một cuộc gặp tình cờ là con có bảo là làm nó tình cờ một tí nhưng mà hình như là bạn con cũng nói thẳng lộn luôn quá đó. Lộn quá đúng không? Nhưng mà nè cái lần đầu tiên gặp cô ấy ở ngoài đời thì dạ. Thấy cổ như thế nào? Thực ra thì chắc là con chấm rồi đây là con cũng dễ dãi hơn trong lựa chọn rồi, vì khi gặp thì con nhớ hồi đấy là vợ con là buổi đầu tiên gặp thì vẫn nhớ là có mặc một cái áo sơ mi màu xanh nõn chuối mà hồi đấy mùa hè vợ con cũng không được trắng lắm, có mặc thêm một cái quần ngố cũng màu trắng thì con rất là ấn tượng với cái sự tương phản áo xanh rồi da hơi
Lúc nào cũng người cái quần trắng, áo xanh da hơn năm, quần trắng. Vâng, quần trắng lại đấy. Cái phối đồ nó rất là hỗn hợp. Vâng, đúng không? Tố cáo nhau thì con thấy, mà con vẫn ok, vẫn quyết định tiếp tục. Thế còn Nhi thì sao? Lần đầu tiên gặp ảnh thì thấy ra như thế nào? Lần đầu tiên thì trước khi mà con gặp chồng con ấy thì bạn của chồng con, tức là chị chơi với con, có nhắn tin là em ơi, có một anh này hỏi thăm em thì em có muốn gặp không, để chị kiểu cũng sắp xếp thứ, thì cũng chị cũng nói thẳng luôn. Thì con có nói là nhưng kiểu như là có ok không, tại vì nếu không ok mà gặp thì mất thời gian. Thì chị cũng bảo là anh này ok lắm, là ok lắm thì ok gặp. Thì đến lúc mà bọn con gặp thì là hôm đấy bọn con đi xem phim. Tuy nhiên là hôm đấy khi mà bọn con bắt đầu gặp nhau thì chồng con không nói một câu nào cả. Và từ đầu đến cuối đi xem phim thì cũng không nói một cái gì, cũng không có một cái ấn tượng gì, nói chung là rất là nhạt nhẽo. Thế là nhìn phát con có thấy đẹp trai không? Hồi đấy hôm, thì... mặc, mà hôm nay ăn mặc như hồi đấy thì đúng thật là cái câu chuyện nó khá là phức tạp trong cái cảm nhận ạ. Cảm nhận đầu tiên của con về chồng con là mọi thứ nó không được ấn tượng lắm và không nói năng gì cả. Thế là về con mới nói với cả chị ơi, chị không hợp rồi. Tại vì ít nói quá. Nhưng mà hóa ra là chỉ là giả vờ thôi, sau này là nói tranh hết cả phần con luôn. Nói nhiều hơn cả vợ luôn. Thế là sau này thì đi chơi mà có vợ, có chồng thì chắc chắn là các bạn xung quanh không được nói. Vì hai vợ chồng tranh mic suốt rồi ạ. Có nghĩa là tạo nét đó đúng không? Nhưng mà con bé kia là rất cá tính nè. Sao chị? Mới 18 tuổi thôi mà bà lại giao ước với cái người chị bạn là mà gặp mà linh tinh mà không vấn đề gì, em không tốn thời gian. Thời gian đâu. Mà mới có 18 tuổi đầu thôi mà đã có được cái suy nghĩ đó là cá tính dữ lắm đúng không? Thời gian con còn quá nhiều mà con làm đi. Con không có hào phóng tiếng nào vậy. Ủa nhưng mà Nhi ơi, trong cái lần đầu tiên đi coi phim mà không có một cái gì để gọi là ấn tượng về ảnh không ạ? Ảnh có mời con một cái gì đó không? Không, nói ai trả tiền. Anh trả tiền ạ. Anh cũng thể hiện ạ. Tuy nhiên là đúng thật là không có một cái ấn tượng gì. Và sau đó rất nhiều lần anh có nhắn tin, con thì con cũng trả lời đấy. Và có nhiều lần rủ đi chơi rồi nhưng không hiểu tại sao lúc đấy chưa có duyên lắm với nhau. Thế nên không có một chút rung động nào. Nhưng mà cô hỏi nè, cái lúc mà móc tiền nó trả con có để ý không? Không, nó xài tiền chẳng hay tiền đó. Cái câu chuyện đấy thì tí lát con sẽ chia sẻ vào cái đoạn là lúc yêu rồi. Nó rất là hay ạ, nó rất là hấp dẫn. Lúc đấy thì anh trả tiền thì anh lại hơi giấu đi, chưa nhìn ra, nhưng mà sau này thì con mới có những pha rất là nhưng mà cái lần đầu tiên là trả tiền là Mạnh Anh ấy trả hay sao? Không ạ, là anh ấy bao mà. Anh bao nhưng mà làm kiểu anh ấy cũng quay đi anh rén. Vâng. Đến khi mà nhưng yêu nhau rồi con có nhìn thấy cái tiền của anh nó như thế nào không? Nghĩa là đó, tiền nhiều hay tiền ít? Sau này ạ. Nó nói là tí xíu mới chia sẻ. Giờ còn chưa? Hôm đó đó là anh này anh trả tiền mà anh lén anh không có chắc. Chắc là sợ là ít tiền hay là có nghĩa tiền. Là chắc lén. Là xài tiền lẻ rồi. Đúng rồi, đúng không? Tại thường là lén là có hai vâng. Điều một là tiền quá ít. Vâng. Con lúc đấy là đồng bạc cắt. Đúng thật là lúc đấy là con là một người không để ý lắm đến vật chất lắm. Nên là con cũng không để ý đến đoạn đấy. Nhưng mà sau đó là đi coi phim. Rất là nhiều câu chuyện khá là hay ạ. Con kể tiếp luôn đi. Thì sau đấy anh có cưa con. Và con cũng không có rung động gì cả. Thỉnh thoảng con còn tắt máy vì con sợ gọi điện nhiều quá. Thì tuy nhiên là một thời gian sau, khi mà chắc là cưa một người này quá là kiểu cũng thấy là hơi vô duyên, rủ đi chơi cũng không đi, rủ đi ăn uống thì nói là bận nọ bận kia, nhưng mà anh rất là kiên trì. Đến một ngày, con nhớ là một ngày, ngày hôm đấy là tháng cũng cuối thu, thì con cũng thấy khoảng một tuần vừa rồi là cũng giãn mình ra rồi, không quan tâm mình, không nói chuyện với mình, thấy thiếu, không rủ đi đâu nữa. Thế là con cũng hơi có cảm nhận một chút. Thế mình đang quen là quan tâm mà, đang quen là cưa cẩm, tự nhiên không nói chuyện một cái gì là mình cũng hơi có một chút gì đấy nảy số. Tuy nhiên là con cũng vẫn kệ. Thế là hôm đấy vô tình, bình thường con với bạn con thì đi uống trà chanh nhà thờ, nhưng ngày hôm đấy đúng thật là trong mình không hiểu sao mà đầu mình như thám tử luôn. Hôm đấy con lại bảo với bạn con là thôi hôm nay đổi đi. Đổi không uống chai chanh nhà thờ nữa mà uống chai chanh ở Đào Di Từ. Là cái nơi mà anh này anh hay đi với bạn bè. Và cũng có đi tập thể với con mấy lần rồi. Tự nhiên hôm đấy con lại ra đấy con ngồi, thì y như rằng là anh này anh đang đèo một người bạn con gái. Mà lại còn nhuộm tóc đôi với nhau hay sao nhớ người để nhuộm tóc đôi không nhớ. Thế là con nhìn thấy xong con bảo kiểu như là ông trời sắp đặt, như kiểu linh tính của mình rất là nhạy luôn ấy ạ. Thế là con ngồi vào đấy rồi. Thế là anh đi đến anh nhìn thấy con, anh mới hỏi con là em đi đâu đấy? Xong con chỉ trả lời là
em ngồi hàng trà chanh mà anh lại hỏi em đi đâu à? Chỉ hỏi thôi. Thế xong anh lại vào anh ngồi bạn anh, còn con thì ngồi bạn con. Xong rồi tối về anh nhắn lại, em à, em có điều gì muốn hỏi anh không? Thế con bảo là không. Thế anh có chuyện gì anh muốn hỏi em à? Thế là chồng con bảo là thế thì đến lúc đấy chồng con bắt đầu giải thích nọ kia. Thế con bảo là ồ không sao. Thế xong rồi con cũng hỏi là thế bạn anh à, thế nọ thế kia. Thì bảo ừ bạn thân của anh. Thế nhưng mà hóa ra là lúc cưa con chán quá, không được, đang tính là quay xe. Quay xe. Bây giờ tới đây thì hỏi xin anh nè. Ở đây thì hỏi con nè. Có thật sự là con quá chán nản với cái việc gọi là con cưa cô gái này mà cổ vẫn thờ và còn quay xe. Con cũng hơi chán rồi. Nhưng mà nếu con đã chán rồi thì bây giờ vô tình gặp cổ thì con phải đã cái nư chứ. Đúng không? Thì tại sao tối con lại về con lại nhắn tin cho cổ? Em à, mà em chưa bao giờ gặp cái cảm xúc đó sao? Hả? Em chưa bao giờ gặp cái cảm giác đó à? Chưa. Cái cảm giác là giống như là không phải là chán cô này mà là chán cái việc mà mình phải đeo đuổi cách vô vọng. Thì đó, em nói. Cho nên đâu có đã nư được. Gặp một cái là nó lại cuồn cuộn hơn. Có đúng không? Đó. Đúng cho nên là con. Về. Cho nên là về nhắn tin cho cổ. Chán là con chán cái kiểu cái cảm xúc mà mình cứ không được hồi đáp lại. Ừ đó. Sự quan tâm của mình cũng không thấy sự phản hồi á. Ok, cái đó là hiểu là nên là con mới đi tìm một cái cơ hội khác, một người bạn khác. Nhưng mà vô tình lại gặp cô này nữa thì thật ra nó bởi vì em mới dùng cái từ đã nư đó. Đó đúng ra thì gặp cô này phải giặt mặt cổ một cái không có đã nư mà sao lại về lại nhắn tin cho cổ. Hồi đó giống như là em cua vợ em chưa được á, xem chở chị Thúy Nga đi được gặp vợ em đó. Đó là sao nè, theo con thì con chỉ là con chán cái đấy, nhưng mà thực sự cái trong lòng con muốn thì nó vẫn là một sự quan tâm thôi. Cho nên đúng rồi, khi con gặp lại mà nó mà nhận được một chút quan tâm thì mình lại sẽ là lại cho quay xe ngược lại. Thật sự là con thật sự là con rất là thích cô này. Đúng không? Mà chưa chinh phục được. Và tối hôm đó khi mà nhận được cái câu hỏi của Nhi, thế anh có điều gì muốn hỏi em à? Và chắc chắn là có nhiều điều muốn nói với cổ lắm. Con nhắn hỏi vợ con. Con hỏi vợ con xong vợ con hỏi lại. Xong rồi con hỏi lại con, anh có điều gì muốn nói với em không? Nhi rất là cao cơ với câu đó. Con nói câu gì? Con không nhớ lắm. Thì con kể. Thế Nhi nhớ không? Con thì con nhớ từng chi tiết một. Chồng con thì hồi đấy cũng có chia sẻ là đấy lý do vì như thế này thế kia, đây là bạn thân của anh. Và thật ra là cũng hơi thích nhau. Có nói thẳng luôn như vậy. Thế con mới hỏi là ô thế sao không thích từ trước đi, mà bây giờ đang cưa em xong bây giờ quay ra kêu là thích. Thế con nói hẳn thế. Nhưng mà cũng phải cảm ơn cái trường hợp ngày hôm đấy và cảm ơn người bạn thân đấy. Về sau bọn con cũng vẫn chơi chung với hội bạn của anh Hạnh. Thì là cảm ơn cái tình huống đấy xảy ra nên là mới gây cho con một sự hiếu thắng. Con rất hiếu thắng. Con nhìn là không được rồi, quả này là không ổn, đang cưa mình mà lại dám như thế. Con cay quá. Con mới cứ con tính kế là thôi bây giờ con cứ làm nào để cho quay lại với con á, quay lại tập trung vào con á, xong lúc con đá sao. Con định như thế cho đỡ bực. Rồi sao đó sao? Đang cưa. Thế xong rồi con cũng bảo với cả chồng con lúc đấy là thôi bây giờ nếu mà anh có cái suy nghĩ là anh cảm thấy chán nản vì anh cưa em thì em cũng xin lỗi, tuy nhiên là mình nên gặp nhau một buổi để mình nói rõ các vấn đề với nhau. Tại vì em cũng có, thực ra con bịa ra là em cũng có nỗi khổ nọ, nỗi khổ kia, chẳng có nỗi khổ nào. Thế nên là xong con cũng hẹn gặp. Thì hôm đấy con nhớ mãi là hẹn gặp ở một quán cà phê. Xong con gọi hết đồ ăn ra, con ăn uống đề huề. Con cứ ăn thôi, chồng con rất là sốt ruột rồi. Con rất là muốn hỏi xem là câu chuyện nó như thế nào. Tuy nhiên là con không nói. Con cứ ngồi ăn xong con nhìn chằm chằm vào mắt chồng con. Của chồng con sợ ấy, mắt kiểu lúng túng luôn ý, rón rén. Mắt cứ lúc mở lên lúc cụp xuống, cứ nhìn này xong lại cụp xuống. Thế xong rồi sao? Con mới bảo là thôi đấy, nói chung là em với anh thì như thế, nhưng mà chắc là chưa có duyên với nhau thì cứ ngồi hôm nay ngồi ăn uống với nhau thôi, cũng không, em cũng không có gì nói thêm cả. Con không nói nhiều, lúc đấy chỉ chia sẻ mọi thứ thôi, hỏi thêm về là thích nhau lâu chưa rồi thế nọ thế kia đấy, em cũng có hỏi ngoài lề một chút. Thế đến lúc mà chồng con chốt với con rằng là thôi em cho anh xin một tuần rồi anh đưa em câu trả lời. Xong con nghĩ trong lòng chứ, đang cưa mình lại kêu cho anh một tuần. Con bảo là chả lẽ lại bảo là cho một tuần thì thôi đi về mà tự tìm tình yêu nào kia. Con đang nghĩ trong đầu như thế, con đang kiểu bảo là ôi giời ông này ông bị làm sao, như là tinh vi quá. Đang cưa mình lại kêu xin một tuần. Thế là con bảo vâng ok. Thế con lúc đầu con cũng là vừa ok. Thế đến lúc mà đi trên đường đi xe về
trước khi về nhà thì con ôm một cái thả thính. Ừ. Về cứ bây giờ cứ nhắc đi nhắc lại là vợ anh cưng anh nọ kia, vợ anh ôm anh trước nọ kia. Thế là đúng là con ôm trước, con ôm thì xong con chỉ xuống xe con nói là thôi bây giờ em nghĩ là anh không phải là cho anh một tuần hay gì đâu, anh về yêu bạn thân anh đi, tại vì thế nọ thế kia. Nên con nói thì xong con mình con tắt máy luôn. Sợ quá, ngay ngày hôm sau phải gọi điện bằng được, tìm con bằng được, xong rồi anh có câu trả lời luôn rồi. Đấy, tức là cái thực ra là rất là cảm ơn cái tình huống đấy. Chả cần một tuần, sang một đêm thôi, rạng sáng hôm sau. Ở đêm đó là con suy nghĩ gì anh? Dạ, đêm đấy con chỉ nhớ là con cảm thấy là mình lựa chọn đây là đúng cảm xúc của mình. Không ấy là coi như mất ngay đúng không? Thế nhưng mà con kể tiếp đi cái vụ mà xong con nói là vui lắm ấy. Sau khi mà có con nhớ mà. Đấy thì bọn con lúc đấy bọn con quyết định yêu nhau. Nhưng mà lúc đấy thật sự trong lòng là yêu vì hiếu thắng. Tức là yêu là vì là mình thể hiện để cho mình không bị thua đâu, không bị nhục. Không bị nhục. Thì đến lúc mà hàng ngày trôi qua anh cũng quan tâm thì càng ngày tình cảm càng nảy sinh. Thì lúc đấy cũng có yêu nhau rồi, nhưng mà đột nhiên một ngày thì anh nhuộm tóc vàng. Tức là trước đấy anh cũng đã nhuộm rồi, nhưng về sau anh càng nhuộm đậm hơn, tức là cứ càng tẩy tóc con càng yêu. Tức là cái tình yêu nó tăng bằng màu tẩy tóc. Tóc đen con không thích. Ủa, tại sao tóc đen? Trông kiểu ăn chơi một tí. Trông kiểu hơi kiểu hồi đấy là đang từ kiểu trông lành lành, tự nhiên trông ăn chơi một tí đã yêu hơn một tí rồi. Thế thì bây giờ còn thích cái kiểu mà tẩy tóc vậy đó không? Con vẫn động viên chồng con tẩy đấy, nhưng mà chồng con không tẩy nữa. Thế xong rồi có một hôm đang đi trên đường, chồng con đèo con ngang qua phố, thì tự nhiên con lại hất hàm kia bố anh kìa. Thì con mới quay ra con bảo nhìn bố anh, thì bố anh đang đứng trước nhà anh ý. Thì nhà anh ý bán trang sức đá quý. Thì con đi qua mà ôi nhà anh đây à. Thế con chồng con bảo là nhà anh đây. Thế là tự nhiên con lại thấy yêu thêm một tí nữa. Tự nhiên nó không phải là, đôi khi nói ra thì buồn cười, nhưng mà lúc đấy đã yêu rồi, chứ không phải là chưa yêu. Nhưng mà tình cảm thì là nó đang, ví dụ đang khoảng được 5 thì nhiên lên 7. Thế xong là rồi do đi ngang cái nhà. Do đang quý phong thủy. Phong thủy. Chờ nhà chồng con bán trang sức đá quý phong thủy mà. Đấy. Thế là đi qua nhưng mà lại không nói là đây là nhà anh đâu, kiểu bố anh kìa. Thế bố anh thì con về đấy đang đứng trước cửa nhà. Bố anh đang đứng trước cửa nhà anh bảo nhà anh ở đấy. Thế là lúc đấy con mới biết, chứ trước đây khi con đồng ý là con cũng không biết là nhà như thế nào. Thì từ sau khi đi xong chơi đấy, thì có để đấy ý cái bóp tiền có, chưa? Bây giờ con bắt đầu con kể cái đoạn này đây. Xong đến thấy lúc cô hồi hộp, xem cái hôm đầu nó là tiền lẻ hay tiền chẵn. Đó thì chắc chắn là tiền chẵn rồi. Sau hôm đấy lại đi xem phim tiếp, thì chồng con lúc mà mua vé, chồng con lại rút ra một tập tiền, rất là nhiều tiền. Con càng yêu thêm nữa. Con lại yêu thêm một tí nữa. Yêu thêm một chút. 500 à? Một tập rất là dày và đấy mà nhiều. 500 hay 200? 500 ạ. Đấy, cứ mỗi lần vậy là yêu một thêm. Nhưng mà tình cờ sau đấy con mới phát hiện ra là hôm đấy chồng con trúng số số. Chứ về sau mới biết là chồng con trúng số. Trời ơi, trúng số. Trúng nhiều hẳn. Trúng số mấy chục vậy. Vậy hả? Chả ít ai giàu mà trúng số lắm con ạ. Ô Hạnh ơi, nghĩa là cô gái này á mỗi ngày á là đi có một cái thời điểm nào đó là cổ là càng yêu con thêm một chút. Vậy thì tình cảm của con đối với cô ấy như thế nào? Có giống như cổ không? Có nghĩa là mỗi ngày yêu cô ấy thêm một chút không? Con thì con nghĩ là chắc là số con may mắn nên được luôn là có những cái cơ hội tự để làm cho vợ con rất là tình cờ và tự nhiên lại là yêu con hơn. Còn thì còn con thì lúc nào con cũng vẫn yêu như là, bởi vì mình chính là người chọn mà. Thực ra đây là cái con đã đầy tim ngay từ đầu rồi. Đây là mình lựa chọn nên mình phải có trách nhiệm với lựa chọn. Hay quá, rõ ràng là hạnh phúc của các bạn là lựa chọn đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ coi như cưới nhau được bao lâu rồi? Mà con vừa cưới, vừa mới kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Wow, mấy bé rồi? Rồi mà. Hai bé, con có hai bé. Bé, là quen bé 5 đại tuổi, học. Bé 6 tuổi. À, bé 5 tuổi, bé 6 tuổi. 4 năm chứ ạ? Vâng, 4 năm. Vậy là đẻ năm 1 luôn. Dạ vâng ạ. Wow. Em 14 năm yêu nhau lấy 14 nhau. 4 năm yêu lấy nhau là 7 năm. Yêu nhau lắm nhé. Đâu chuyện gì vui vui kể hết coi. Thì khi mà bọn con bắt đầu yêu nhau và bắt đầu bọn con cảm thấy là yêu thật sự rồi, rất rất yêu rồi. Nhưng mà lúc đấy thì nói vui vậy thôi, chứ còn con là con yêu con người của chồng con, tại vì chồng con là người rất tử tế mà rất là tốt bụng, thật thà. Thì không hiểu từ lúc nào cứ bị quấn nhau, quấn hút nhau mà yêu nhau là yêu nhau rất thật.
thường xuyên trốn học để đi chơi với trai. Thế xong rồi đùng một cái thì chồng con thông báo là chồng con đi du học. Và đấy sốc quá. Đấy rất sốc, và lại là một cái chướng ngại, là một cái gì đó. Tại vì ngày đó thì thật ra là hoàn cảnh gia đình nhà con, đúng cái thời điểm đó thì con cũng gặp biến cố, nên con không thể theo chồng con đi du học được. Nếu như là nhà người khác có điều kiện thì có thể là hai người yêu nhau sẽ cùng nhau đi học. Tuy nhiên con không có viễn cảnh đó. Con có lựa chọn là con ở nhà chờ. Thì lúc đầu chồng con đòi đi Úc cơ. Nhưng con bảo là Úc xa quá. Úc mà nếu mà chồng con đi Úc thì con sẽ chia tay. Thì chồng con cũng có một sự hy sinh nho nhỏ. Thật ra là hy sinh lớn, là từ Úc chuyển sang Singapore. Và khi mà chồng con đi du học ở Singapore ấy, thì con cứ 2 tháng là con bay sang một lần. Và mỗi lần thì con ở 1 tháng. Thế là chồng con không trượt được phát nào cả. Chồng con thì vẫn ở trong vòng tay của con. Và đúng thật là rất là mang tiếng là bỏ nhà đi theo người yêu nọ kia, đi biển biệt. Hồi đấy cũng cảm thấy là một chút gì đó ý kiến, nhưng mà đối với con không phải vấn đề. Vì con đã quyết tâm, mục tiêu của con là anh này rồi. Con không thể nào, con nghĩ trong đầu là nếu mà con đã chọn thì con sẽ phải lấy làm chồng. Thế nên là con nghĩ là nếu như mà rằng mình không giữ tình yêu của mình thì mình sẽ không tìm được hạnh phúc. Thì đấy là cái lựa chọn của con. Đối với con thì hạnh phúc là một lựa chọn. Và con tìm cái hạnh phúc này bằng cách là con phải bằng mọi giá là giữ được cái người đàn ông mà mình đã lựa chọn. Và khi mà bọn con xa nhau khoảng 3 năm chồng con du học thì có rất là nhiều biến cố, cũng cãi nhau rất là nhiều, bỏ nhau cũng rất là nhiều. Thì ngày xưa khi mà chồng con cưa con thì con cảm nhận rõ ràng là chồng con rất yêu con. Tuy nhiên là khi mà chồng con đi du học là con cảm nhận được luôn là anh ấy không yêu con nhiều nữa. Cảm nhận là nhạt nhẽo luôn ạ. Mà mình tự nhiên mình lại đóng vai với người rất là chạy theo tình yêu. Tức là con đi làm khá là sớm, ngày xưa con cũng mở hàng kinh doanh, và cứ 7 giờ tối con đóng cửa là con về nhà. Con dựa gối để chờ anh này gọi điện thoại về. Nhưng mà tuy nhiên là anh này, anh không hiểu anh làm gì. Có thể là ngủ hoặc là đi chơi, không gọi. Bây giờ cũng không thể biết được là làm gì cả, mình chỉ biết là không gọi thôi. Thời điểm đó. Vâng, tại thời điểm đó thì con rất là buồn. Và cãi nhau nhiều, nói chung là con thì con có những cái tổn thương và có những cái tủi thân. Nhưng mà anh đối với anh thì là chuyện bình thường. Anh thấy bình thường. Xong rồi bạn bè bảo là ô gọi cho Nhi, gọi về cho Nhi đi, nó vừa gọi đấy. Cũng kệ, ta không biết là lúc đấy là như thế nào. Tuy nhiên là ở cái thời điểm đấy thì con nhận ra rằng là bản thân con không được phép như vậy. Con phải yêu thương bản thân con trước. Con phải là cái người mà tự tạo niềm vui, hạnh phúc cho bản thân. Thì người bạn ở xa mới cảm thấy lo lắng. Tại vì mình mà cứ yên tâm ở nhà thì anh này anh cứ yên tâm là ở nhà lúc nào cũng có một người chờ đợi mình. Thì con thay đổi chiến thuật, cảm giác là bị an toàn. Bị an toàn quá. Thế đến lúc mà con chợt nhận ra rằng là con phải thay đổi. Và con thay đổi, con yêu bản thân con nhiều hơn. Và con bớt quan tâm phẫu thuật thẩm mỹ. Và con bớt quan tâm và con bớt chia sẻ với con. Vâng. Bớt chờ là anh lại. Vâng. Đúng không? Con quyết tâm con đi làm mũi luôn. Phẫu thuật thẩm mỹ. Trời ơi, sao bà kể sao bất ngờ quá vậy? Thì đó. Tại vì em nghĩ rằng là ôi tôi quyết tâm là tôi sẽ yêu bản thân tôi hơn. Đấy, tôi sẽ quyết tâm rồi. Thế nên là đi phẫu thuật yêu bản thân hơn bằng cách đi phẫu thuật thẩm mỹ cho mình đẹp hơn. À, rồi sao? Đó. Đi làm mũi luôn, tự nhiên đi làm mũi xong cũng thấy mình xinh hơn hẳn luôn. Thế là thật ra là lúc đấy cũng rất là nhiều người thích. Cũng có hỏi nọ hỏi kia. Thì lúc đấy con mới nhận ra rằng là không phải là mình như là mình nghĩ, tức là mình cũng không phải là kém cỏi, hay là mình cũng không phải là cái người mà không đến nỗi có ai để ý hay như nào mà để chồng mình phải thờ ơ với mình như vậy. Thì thời điểm đấy cũng có người thích con. Và chồng con giật mình. Chết rồi, kiểu nọ kiểu kia lo lắng. Thế tự nhiên giật mình và quay ra giữ người yêu hơn. Bắt đầu lại quay xe. Quan tâm bắt đầu hơn. Lại quay xe, trao đổi môi. Chồng con toàn thích quay xe. Nhưng mà là cái đợt đó là con đi là 3 năm. Vâng ạ. Và sau khi đi du học về với một cái sự thay đổi về ngoại hình của Nhi. Và con quay xe lại là con quan tâm hơn, gọi điện nhiều hơn, không để cô ấy mà giữ gói chờ đợi con nữa. Hay là sau khi du học về thì bao lâu thì mới cưới? Du học về thì khoảng 2 năm nhỉ? 2 năm. À, du học về, du học sinh về, đi du học Thái 2 năm nữa. Rồi bây giờ là khi về và nhìn thấy vợ mình thay đổi. Thay đổi về ngoại hình. Con á, con phản ứng như thế nào khi biết vợ con đi thẩm mỹ? Chuyện thẩm mỹ này thì con thường thì là con không ủng hộ cho vợ con. Đầu tiên là con không ủng hộ vợ con làm thẩm mỹ. Tại vì
con kiểu hơi truyền thống. Không, nhưng mà con hy sinh ngắt quãng ạ. Chồng con chính là nguồn động lực lớn nhất để con làm mũi, vì chồng con lúc nào bảo con là em hồi mới yêu đi ăn mà đang ăn hai người ngồi đối diện nhau cứ bảo con là em sao trông mũi em như con ếch đậu trên mặt thế. Không, con bảo là tức là ếch đậu trên cái lá sen. Rất là chê. Ô Nhi ơi, anh hỏi nè, cái đợt mà con đi làm mũi là con làm ở đâu? À, lần đầu con làm ở Việt Nam. Tuy nhiên là con làm 5 lần rồi. Con làm cứ làm nó không đẹp. Và cảm giác là mũi nó vẫn to ấy. Ngày xưa mũi con là nó bơi hết ra hai bên má. Thế là nó to quá. Và con cảm thấy là nó hơi bị thô. Thế nên là sau này khi mà con cưới chồng xong con quyết định sang Hàn Quốc con thẩm mỹ. Thì cái câu chuyện đi sang Hàn Quốc thẩm mỹ cũng là một câu chuyện khá là đau lòng của chồng con. Sao đâu? Sao? Một trải nghiệm trong cuộc đời con. Đâu, giờ con nói tiếp đi cái vụ mà con không muốn cho vợ con thẩm mỹ. Vâng ạ, đây, tại vì con không muốn cho vợ con làm thẩm mỹ. Bởi mà vợ con thì lại rất thích làm thẩm mỹ. Mỗi cái mũi thôi mà làm đến 4-5 lần rồi. Mà lần cuối cùng vẫn chưa ưng. Ủa, lần cuối cùng là làm ở Hàn Quốc? Cuối cùng là trước khi sang Hàn Quốc ấy là vẫn chưa ưng. Thì bảo tâm sự lâu lắm rồi, cứ suốt ngày buồn rầu vì cái mũi. Rồi muốn xin làm thêm một lần cuối nữa. Nói đi nói lại lúc đầu con không thích đâu, vì làm nhiều quá rồi, làm cái mãi xong thì thôi được rồi, cho đồng ý cho làm lần nữa, lần cuối thì làm cho nó ra, làm đi. Và làm đâu? Hàn Quốc làm thì bảo ok anh sẽ đi đồng hành cùng với em trong cuộc biến hình này. Thế là đi sang Hàn Quốc thì con vẫn nhớ hôm đấy là đi Hàn Quốc thì ở ngoài Hà Nội là bay tối là khoảng 2 giờ sáng bay, thì sang đến Hàn Quốc là sẽ là sáng. Sau khi bọn con đến Hàn Quốc thì về nhận phòng khách sạn xong một cái thì tranh thủ là đi luôn lên cùng vợ con đi luôn lên ra viện để nghe tư vấn. Thì bay cả đêm thì cũng mệt mỏi, vợ vừa vào trong bệnh viện tâm lý lại bảo là em thấy anh bay cũng mệt rồi mà vào đây nghe toàn tư vấn thẩm mỹ, chắc anh ngồi ngoài anh nghỉ ngơi cho khỏe. Con lại mừng quá, con bảo đúng là ủng hộ làm mũi một cái là con người thay đổi hẳn, yêu thương chăm sóc chồng này mà. Thế ok anh ngồi anh ngả lên một tí, em cứ vào nghe tư vấn đi nhá. Con ngồi ngoài con nghỉ ngơi, con vợ con đi vào trong lâu một lúc xong lâu đi ra. Con ok đi ra phải thế, đi đóng viện phí rồi làm hết các thủ tục ok. Thế sáng hôm sau đi về để sáng hôm sau bắt đầu làm. Sáng sau con cũng đưa vợ con ra viện thì 9 giờ sáng con là bàn giao vợ con cho cái ekip đấy, đội ở đấy cũng có một bạn phiên dịch nữ ở đấy, cũng chắc học sinh thôi nhưng mà làm thêm. Thì trao đổi qua lại thì bảo ok anh yên tâm cứ ở ngoài này, xong thì em sẽ gọi cho anh. Thế con cũng có kinh nghiệm về làm mũi của vợ con lắm rồi, làm lâu thì cũng chỉ khoảng 1-2 tiếng thôi. Chờ 10 giờ sáng 3 giờ chiều vẫn chưa thấy gọi điện gì cả, 4 giờ vẫn chưa thấy gì. Con gọi cho bên kia thì gọi nhiều quá người ta không nghe máy, người ta bảo là chị vẫn đang ổn anh ạ. Thì các bạn bảo là thế bây giờ bao giờ anh được vào, thì không thấy nói ấp ống xong rồi sao gọi không thấy nghe máy nữa. Con bảo thôi chết rồi, hay có biến gì. Ngày xưa xem cái vụ sợ chứ, hơi sốc mà. Đúng. Hay là có biến rồi chứ làm gì làm mũi lâu này. Thì con cứ ngồi con chờ ở ngoài thôi, chờ mệt lắm rồi, vừa mỏi vừa mệt vừa lo lắng. Thì kết cục là khoảng 9:30 tối ui giời, bên bệnh viện gọi cho con bảo là xong rồi anh vào thăm vợ nhá, nhận vợ. Bảo ôi giời, sao 9:30 này. Thì con bảo ok đi vào, thì dẫn con đi vào một cái phòng đấy là cái phòng như kiểu chuyên mổ ấy, nó chỉ có ai được phép đi vào thôi, mà cửa kiếc sắt xiếc to trông như ngân hàng.